ai cái củ khoai này này là em đưa ra lạc chắc cái này dùng đầy nhiều hơn. Thì cái củ khoai nào ăn ngon hơn? Củ khoai nào ngon hơn? Củ khoai đây là củ khoai hông, phải thôi là cái này củ khoai lụi. Cái này chưa ăn, cái này ăn rồi. Ok, có em một người nói là khoai này khoai lụi ngon hơn gì thì ok, cũng đạt yêu cầu cái trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là ngon cái gì, ngon hơn cái gì, cái gì làm cho em nghĩ là ngon hơn? Mềm, mềm hơn, tức là thằng này nó sẽ mềm hơn thằng trên. Đúng đúng rồi. Đương nhiên người ta phải bỏ cái vỏ bị đen thù đùi ra chứ, thấy không? Mềm hơn rồi, gì hơn nữa không? Ngọt hơn, gì nữa hơn nữa không? Thơm không? Thơm không? Cái này có thơm không? Thơm, nó thơm nhưng mà cái cường độ nó không mạnh hơn cái độ này, là thơm cường độ này mà nó cảm giác cái trung độ trung thực của cái khoai đó nó đúng không? Hơn cái khoai trên này ha. Thì bây giờ rõ ràng là ngon hơn cái gì? Rõ ràng mình thấy rất là rõ là mềm hơn là xúc giác. Cái này, cái xúc giác, cái xúc giác nó mượt mà hơn, nó trong trẻo mượt mà hơn, nó mềm hơn rồi đó, nó lại thơm hơn, ngọt hơn nữa. Ngọt hơn là vị là ngọt, xúc giác là trong trẻo hơn, mượt hơn. Có hai cái yếu tố này thôi là hơn chắc chắn luôn rồi. Vậy á, thì cái vấn đề là cái củ khoai này có phải là nó truyền lửa, nó đang truyền trực trực tiếp không? Còn cái củ khoai này nó truyền theo dạng gì? Hơi nóng à, như vậy bắt đầu này, ở đây gọi là hot air, và đây á, gọi là trực tiếp là conduction. Hai cái này, thằng này nó chưa hot air là bởi vì mô tả, nhưng bản chất nó cái tên nó là convection, convection, convection là gián tiếp và trực tiếp. Y chang rang cà phê nó y chang giống đâu vậy. Cái rang cà phê mà bằng trống trực tiếp nó sẽ ngọt, ngọt hơn, mềm hơn và thơm một cách trung thực hơn. Còn đối với cái anh mà rang hot air, gió nóng này, thì nó truyền nhiệt theo kiểu gió nóng, thì nó sẽ mất nước nhiều hơn. Mà mất nước nhiều hơn cho nên gây ra là cái gì? Nó khô hơn. Nó khô hơn thì em cảm thấy nó không mềm. Thằng này ít mất nước hơn thì nó thấy nó mềm. À, là mình chưa đến bình thường đi lửa trại bao giờ cũng lụi chứ, thế không. Thế nên đôi khi là em gặp tình huống là lụi không, thì lụi ăn ngon rồi.